Video chỉ mang chứ video chỉ mang tính chất vui vẻ và giúp giải trí cho một ngày mệt mỏi, không bổ sung chút gì hành động tiêu cực nào hoặc đi ngược lại với tâm lý tiêu cực thế nào. Ok, hello xin người bị này, hôm nay sẽ là video clip bạn tiếp tục làm về tay cầm. Mình sẽ theo câu chuyện. Thank you.
Mình sẽ dừng lại ở đoạn này nhờ anh ấy, và mình sẽ dừng lại ở đoạn này nhờ chút vào video, mình sẽ dừng lại ở đoạn đấy như mọi người. Video này vừa giải được với các bạn đã coi video này, video này còn video chia cũng như là ứng chuột chúng ta nhé. Video bye bye, mình sẽ tiếp tục vào video sau.